Ơi, xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay là ngày 5 tây tháng 5, em lại tiếp tục lên cho mình cái lô máy cưa và cắt cỏ nha. Lô hôm nay là lô chữ V có 11 máy cho mình ha. Hôm nay thì em có lên cho mình cái đầu máy sát nha anh em. Cái này thì giá nó có 1 xị thôi, có 100 ngàn thôi ha. Hiện tí nữa em sẽ nói cho anh em con này còn cái gì và cái gì để anh em mua cho nó dễ nha. Rồi, chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917414042. Số này thì em có dùng Zalo, anh em gọi trực tiếp vào số điện thoại hoặc là gọi Zalo đều được ha. Thì hình thức mua bán ở đây của tụi em sẽ bao ship tặng nhà nè. Anh em không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận ha. Là ví dụ như giá con máy V2 đi, nó là 1,2 triệu. Thì khi mà anh em đặt hàng là tới anh ơi là anh em chỉ trả đúng 1,2 triệu thôi. Không có phát sinh thêm gì ha, trừ những cái món mà anh em mua thêm. Không đặt cọc là khi mà anh em chốt hàng là chỉ việc cho em địa chỉ và số điện thoại là em giao tặng nhà cho anh em luôn. Anh em không mất trước một cái đồng tiền cọc nào hết ha. Và khi mà hàng đến là mình sẽ được kiểm tra là thứ nhất là máy nè, coi đúng cung máy của mình đặt không. Thứ hai là mình thử máy nổ là xăng pha nhớt đối với máy 2 thì, còn 4 thì xăng riêng nhất riêng. Và mình kiểm tra phụ tùng đi kèm coi nó đầy đủ không ha. Thì đối với một con máy cắt cỏ thì phụ tùng sẽ gồm 7 món. Thứ nhất là một cái lưỡi dao hai cạnh nè. Thứ hai là cái ổ cắt bằng dây cước hay gọi là dây găng ha. Thứ ba là cái cọng dây đeo. Thứ tư là tiếp mở boogie. Thứ năm là cái lục giác 4. Thứ sáu là cái chắn cỏ hay gọi là cạn cỏ. Và cái món thứ bảy ha là cái nón nha anh em. Là đối với phụ tùng cắt cỏ là 7 món. Còn với máy cưa thì sẽ gồm là 5 món ha. Thứ nhất là cái nón nè. Thứ hai là cái tiếp mở boogie ha. Thứ ba là cái boogie mới. Thứ tư là cái dũa xích và cái món thứ năm là cái bao lam. Đó, thì anh em chốt cái nào thì anh em nhớ phụ tùng của cái đó giùm em nha. Còn hai cái món này nè là hai cái món em bán kèm theo. Đó, cái này là xăng pha nhớt, anh em nhớ là nhớt 2T ha. Anh em pha với xăng. 1 lít thì đối với cắt cỏ mình pha 40cc giùm em, cho nên nó có cái vạch 40 nè. Thì mình bóp cho bình bự là nhớt treo bình nhỏ này ha. Cho nhớt tới vạch 40 pha cho 1 lít xăng. Còn dưới máy cưa thì anh em pha tầm 50cc hoặc là 60cc giùm em nha. Một bình gì là 1 lít giá 100 ngàn ha. Còn cái này là cái bơm nước thì còn gọi là cái bơm đuôi. Cái này thì mình gáp trực tiếp vô cái đầu bò máy cắt cỏ luôn. Là mình cắt cỏ xong mình muốn bơm nước thì gáp vô mình xài thôi. 150 ngàn một cái nè. Nó vừa tiện mà lại dễ lắp đặt nữa ha. Đó là hai món này là hai món em bán kèm theo. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Hạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Ở gần dầu chóc cầu cái he nha anh em. Xem clip thì nhớ cho em một nút like ha, một nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, em vô cái đầu máy ha. Cái đầu này là cái đầu Singu nè. Cái này thì nó còn được nguyên cái dàn áo này nha anh em. Dàn áo nè, bình xăng con, bình xăng lớn nè. Áo bồ nè, bồ ha. Cái bộ hơi thì em chưa kiểm tra nữa, tại vì giật nó cứng á, chưa kiểm tra được cái bộ hơi nó còn hay không. Thì nguyên cái cục máy này là em bán cho anh em là 100 ngàn nè. Vậy anh em coi anh em gã đồ ha, gã đi đồ nha anh em. Bình xăng lớn, bình xăng con, dàn áo nè. Bô, áo bô nè ha. Vô lăng. Rồi, nhiều món đó ha. Còn lại mấy món kia thì về anh em gã máy này kiểm tra được nào để thêm cái đó nha anh em. Cục này 100 ngàn ha, tiền ship 30 ngàn đó nha anh em. Tính luôn tiền ship thì cục này cỡ 130 nha. Đó, còn cái cục máy này không là 100 á, chưa tính tiền ship. Rồi, em vô con đầu tiên là con máy cưa V1 nha. V1 con này là con Komatsu G36 anh em, nòng 39 ly, 36cc. Cái đời G Komatsu này được một cái là nó rất là khỏe nha, cộng thêm là nó bền á, cho nên là anh em nào mà cưa khai thác rồi kia rồi thì dòng này phải gọi là rất hợp lý với mình luôn. Vừa khỏe mà lại vừa bền luôn nha anh em. Đó, trong tầm cái lam này thì cưa là vô tư, còn anh em muốn cưa cây bự hơn, to hơn thì anh em có thể lấy cái lam dài hơn anh em lắp vô anh em cưa vẫn được. Dòng này là tải cho anh em là ngon lành luôn, làm 6 tắc 7 tắc là ngon lành luôn nha anh em. Dòng G36 40 rồi kia đâu phải nói là rất là khỏe luôn ha. Đó, con này thì nó đi cho mình là cái lam Martin nè. Đẹp luôn nha anh em. Đây. Đó, còn đẹp cho mình luôn lam zin nè ha. Zenon nè, cái này cái lam bị lắp ngược ha.
cái chữ nó quay bị hiên ngược nè, nhưng mà vẫn xài bình thường anh em, cái chữ ngược thôi. Ốp lam là hai ốc này ha, rất là chắc chắn cho mình luôn đó. Máy thì liền lạc, không có bể vỡ đâu trơn nha, nhảy nổ cho anh em ngon lành. Ở với lại cái đời này đơn giản lắm anh em, xăng pha nhớt anh em đổ vô ha, xong mình kéo cái e ra nè là đóng ha, mình giật tầm 2-3 cái là xăng nó hút lên, là mình chỉ cần mình đẩy vô là nó mở rồi là xài luôn, chứ không có cần phải bóp xăng phụ này kia đồ ha, rất là dễ sử dụng luôn. Đây tem nè, G36 nha, đó Suzuki đây, nó dùng quên bật đèn LED theo tối. Suzuki cái gì mà đuôi 454 nha anh em, này nó hơi mờ, đuôi là 454 này ha, đó liền lạc hết cho mình nha, không bể vỡ nè. G36 AV Geno da băng nha. Rồi V1 giá 2.3 triệu, bao ship tặng nhà, phụ tùng 5 món cho anh em, hàng tới nơi được quyền kiểm tra trước khi nhận luôn nha. V1 giá 2.3 triệu. V2 V3 là con Shindewa nòng 32 ly 23cc anh em. Từ con V2 tới con V11 là máy cắt cỏ ha. Con này là máy bui đứng nè. Thì em hay nói với anh em cái lợi thế của mấy thằng này là cái lửa nó cúi thẳng xuống á, đánh lửa rất là tốt, rất là khỏe luôn. Cho nên là dòng này giật rất là nhẹ nổ nha anh em. Bình xăng con thì nó là bình xăng con hay kim mới nè. Cái dạng này dòng này thì thường là bình xăng con zin của nó về giật rất là chậm nổ anh em. Thường là anh em giật khoảng tầm 5-6 cái nó mới chạy không mà. Cho nên thường dòng này về bên em là thợ nó sẽ thay bình xăng con mới hết, để cho anh em giật nó nhảy nổ xăng qua đều hơn ha. Mà hai kim mới này có quanh gồ nha anh em. Đây trên cái bình xăng con có chữ quanh gồ dập nổi với mình luôn. Bình xăng lớn thay mới, cái này bắt buộc rồi, cái tại vì về nó bể anh em, bắt buộc phải thay thôi, chứ con này bình xăng zin được thì để nguyên nha. Còn bể phải thay thôi anh em, mà nó có nhiệm vụ là chỉ chứa xăng thôi, cho nên là không có ảnh hưởng gì tới máy nhiều ha. Rồi công tắc ấn nè, tâm gời, tâm nhôm. Đây nước sơn là đều cho mình hết luôn ha. Áo nè, xin đây qua. Tay lái đôi, ga giữ nha. Láp đầu bò đầy đủ cho mình hết nha anh em. Dòng này thì nói chung anh em dùng gia đình thì nó ok, dùng gia đình thì mình cắt bằng cước. Còn nếu như anh em cắt cỏ lớn, cỏ bụi thì anh em cắt bằng lưỡi dao ha. Cũng rất là ok, tại vì 32 ly tầm trung, dễ sử dụng lắm. V2 giá 1.2 triệu. V3 V3 là con Maru 20. Cái dòng này còn hay gọi là Maru đồ vuông anh em, do cái áo gió của nó như hình vuông á, nên là anh em hay đặt với cái tên là Maru đồ vuông. Nòng thằng này là 30 ly 20cc nha. Được cái nó là tâm gời, tâm 260 luôn. Nó thông dụng cái là anh em nếu anh em muốn chế cháo hay là làm gì á, thì anh em việc là tháo lấy cái tâm này gời ra nè, lấy cái đầu máy ha, là anh em chế cháo, xịt thuốc hay là độ này kia cũng rất là tiện, rất là dễ luôn. Nó thì cái này là dòng này nó sẽ phù hợp cho anh em mà thích chế cháo hay là có xài co việc luân phiên qua này qua kia đó, thì cái tâm gời nó sẽ hợp lý hơn ha. Còn nếu như anh em chỉ cắt cỏ với lại bơm nước thôi thì anh em nên lấy tâm liền nha. Thì một tí nữa sẽ gặp con máy tâm liền, em sẽ nói cho anh em về cái công dụng của tâm liền với tâm gời ha. Rồi công tắc ấn nè, bình xăng con thì đó là bình xăng con zin quanh gồ, cái nắp e này quạt rất là chắc chắn anh em, cứng. Đây xăng quanh gồ nó gài rất là chắc chắn luôn ha. Bình xăng lớn là bình zin, trong lốc nó có dập mắt in da băng, chữ phải nói là chữ rất là to nè, chữ mắt in rất là to luôn, mà nó còn rất là dày cộm luôn ha, dập nổi. Rồi tay lái đơn, ga bách ga thì chinh láp. Tay lái đơn này thì nó sẽ rất là gọn, anh em di chuyển nhiều ngoài đường này kia đồ ha, thì nó sẽ rất là gọn, không có vướng. Nhưng mà cái khuyết điểm của nó là nó cầm không quen, nó sẽ rất là mỏi nha. Cho nên anh em nào mới sử dụng á thì nên xài tay đôi, xài tay đôi nó sẽ dễ hơn. Bên em sẽ đổi cho anh em thì miễn phí ha, anh em thích thì đổi thôi, bên em không tính tiền đâu, thay cho anh em tay đôi luôn. Láp chắn cỏ đầu bò zin hết luôn nè, cái này là zin nguyên bản cho anh em hết luôn nha. Đó, áo liền lạc không bể vỡ, còn đỏ ao hết cho mình luôn ha. V3 giá 1.3 triệu. V4
V4 là con Estin FS22, nòng 32 ly nha anh em. Con này 22cc nha. Thì cái hệ Estin này nếu anh em đã sử dụng qua máy cưa rồi anh em cũng sẽ biết ha. Dòng này của Đức nha anh em, chạy rất là bền nha. Về máy móc nó rất là bền luôn. Thường mấy dòng này mà anh em coi mà bên tham khảo trên mấy cái trang lớn, coi về cái phần mà giá cả của nó ha, là rất là giá nó rất là gọi là ngút ngút trời luôn anh em, khá là cao ha. Tại vì phần chất lượng máy nó rất là ok luôn. Con này bình xăng con thì nó là bình xăng con hai kim mới nè, hai kim Wango. Đây. Đó, bình xăng lớn này thì cũng đã thay mới nha. Số xe ghi máy thì nó là 32598059 nha anh em. Tum liền, tum nhựa. Đây, con máy tum liền, em sẽ nói về công dụng của nó. Thì cái tum liền dòng tua sẽ quay nhanh hơn tum gời và cái tum nhựa này nó sẽ nhẹ hơn. Thì nếu như anh em chỉ cắt cỏ hoặc là anh em dùng bơm nước thì nên lấy những con tum liền, tum nhựa như thế này ha, để nó nhẹ và cái tua nó quay nhanh hơn, cắt cỏ nhanh hơn, bơm nước khỏe hơn nha. Đó, công tắc ấn. Tay lái đôi gai giữ nha. Láp chân cỏ đầu bò zin cho mình nè. Đó, ok nha anh em. Anh em xài được cái máy bãi hàng gọi là hàng chính gốc của sản xuất, ví dụ như Estin của Đức đi, là anh em xài được chính gốc của Đức luôn, máy móc của Đức luôn. Nhưng mà nó là hàng bãi cho nên về cái giá nó sẽ rất là rẻ, không giá rẻ mà anh em được tiếp cận hàng ngon lành luôn á. Rồi V4 giá 1,2 triệu nha anh em, bởi vì thời điểm này là thời điểm mà anh em xài máy bãi rất là nhiều ha. Rồi tiếp theo con V5. Rồi tiếp tục thêm cho anh em là một con máy Komatsu anh em. Nãy có máy cưa thì giờ tới cỏ ha. Đây là con Zenon Komatsu G2KC nè. Đó này, cái hãng cái dòng này là của dạng như là công ty con của Komatsu nha anh em, một cái thương hiệu khác của thằng con thằng Komatsu, cũng như là hãng cái hãng lớn là Komatsu, nó sản xuất ra nhiều dòng máy, nhiều tên máy, nó chia nhiều chi nhánh nhỏ sẽ đặt tên khác nhau để anh em phân biệt ha. Con này nòng 32 ly 23cc anh em, dùng cắt cỏ thì cũng khá là ok nha anh em. Dòng này thì máy móc nó sẽ được ổn định cho anh em về cái phần chất lượng, tại vì nó chú trọng cái phần chất lượng rất là cao cho mình luôn ha. Bình xăng con thì nó là bình xăng con hai kim mới, cũng là dạng quanh gò cho mình nè. Đó, bình xăng lớn này thì cũng đã thay mới nha anh em. Tum liền, tum nhựa này ha. Công tắc ấn đây. Giống như con V4. Con V5 này nếu anh em dùng để cắt cỏ với lại bơm nước thì sẽ rất là hợp lý luôn nha. Tại vì nó là tum liền và nó là tum nhựa luôn ha. Áo đây, Komatsu Zenon. Tay lái đôi, gai giữ nha. Láp đầu bò đầy đủ ha. Con này cái đầu bò nó có thêm một cái chén là chóc ốc mày mòn cho mình luôn, là cái con ốc nó sẽ nằm lọt ở trong cái chén khi mà anh em cắt ở dưới đất đó ha. Đó, thì nó sẽ không có bị tà cái đầu ốc đây, anh em thấy không, nó nằm lọt trong nè, cái đầu ốc nó sẽ vẫn còn nguyên cho mình luôn. Đó là cái công dụng của cái chén chóc ốc mày mòn cho mình ha. Rồi con V5 giá 1,2 triệu nha anh em. Đây, 1,2 triệu. Tiếp theo con V6. V6 là con Hitachi. Ở Hitachi Hikuki cùng một cái hãng nha. Giống như Vita Naka rồi đó. Nằm con này 33 ly nè, 24cc. Thằng này chụp giật trợ lực lò xo nha anh em. Anh em thấy giật rất là nhẹ nhàng luôn ha. Mà nó thiết kế cái chụp giật này nó rất là nhỏ gọn cho mình luôn nè. Rất là xinh xắn luôn nha. Bình xăng con thì nó là bình xăng con hai kim mới Wango. Ở đây thì tụi em chỉ xài đúng cái loại bình xăng này thôi cho anh em thôi nha. Bình xăng lớn, bình xăng zin, chân chống bảo vệ bình xăng còn đầy đủ luôn. Lốc con này còn rất là mới, rất là đẹp luôn nha anh em. Anh em có thể nhìn là giống như là hàng nó mới sản xuất luôn không? Đó, giống như cái lốc máy anh em nhìn mấy lốc xe vậy ha. Rất là đẹp nha anh em. Có thêm cái miếng nhựa để chặn bật cứng đựng văng vô cái chỗ khoang hở nè. Rất là kỹ lưỡng cho mình luôn ha. Rồi bình xăng lớn thì nó có cái mã vạch nha anh em, mã dập nổi nha. Tum liền, tum nhựa ha. Rồi công tắc ấn nè. Ấn nhẹ cái tắt thôi, quá dễ sử dụng luôn. Áo thì nó màu đen bóng nha. Tay lái đôi, gai giữ ha. Ốp eo zin nữa nè. Cái phần này nó sẽ tì dầu eo giúp cho mình khi cắt cỏ sẽ không có bị đau ha. Móc dây đeo còn mới tinh luôn nha anh em, rất là mới luôn. Láp đầu bò đầy đủ cho mình nha. Con này là phải nói là đẹp trên 90% luôn anh em. Cực kỳ đẹp, phải nói là cực kỳ mới luôn nữa. V6 giá 1,350 triệu.
V7. V7 là con Echo Kiwit 24, nòng 34 ly 24cc. Con V6 nãy thì chụp giật trợ lực nhưng mà dạng như lò xo ống. Còn con V7 này chụp giật cũng là trợ lực nhưng mà là trợ lực lớn nè, trợ lực lò xo. Nè anh em nhìn thấy hai cái chụp giật nó khác nhau không? Con này chụp giật nó rất là bự luôn ha. Nó có nguyên cái phần là một cái chụp giật riêng, phần lò xo riêng ngoài nè. Dòng này sẽ giật nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như anh em giật nổ một con máy là 10 phần đi thì cái này nè nó giúp cho anh em đỡ đi 7 phần rồi. Anh em chỉ cần 3 phần là nó giật nổ thôi. Nòng con này 34 ly 24cc là anh em cắt cỏ ngon lành luôn rồi nha. Còn cứng cơ bụi đồ rất là khỏe luôn ha. Bình xăng con thì nó là hai kim mới, cũng là dạng quanh gồ cho mình luôn. Bình xăng lớn con này là bình zin của nó nha anh em, nguyên bản của nó về luôn ha. Tên máy là SGE240 nè. Số seri là 55003695 nha anh em. Tem made in Japan đồ còn đầy đủ luôn ha. Chân chống bảo vệ bình xăng còn đầy đủ đây. Anh em thấy em nghiêng qua bên bình xăng nó chổi không? Nhờ có cái phần chân phía sau này nha. Tôm liền, tôm nhựa ha. Áo đẹp nha anh em, liền lạc không bể vỡ nè. Bô trắng sáng cho mình luôn. Tôm đẹp, áo gió cũng đẹp luôn ha. Con này thì nó sử dụng cho mình là bộ tay ga bóp nè. Công tắc kèm trên cái tay luôn. Đó, còn cái tay lái của nó là tay lái đơn ha. Anh em không thích thì cứ hỏi đổi qua bộ tay lái đôi. Lắp đầu bò đầy đủ nha. Thường thì anh em đổi bên em không tính tiền. Đổi là miễn phí cho anh em luôn. Đây, trợ lực lớn vừa rất là nhẹ nhàng nha. Dòng này mà chị em phụ nữ đồ hoặc là những bác lớn tuổi đồ xài rất là ok. Nó giật nhẹ, nhạy nổ mà nó tổng trọng lượng xăng nhớt luôn cũng tầm khoảng 4,5 kg thôi. Quải rất là nhẹ nhàng ha. V7 giá 1,450. V8. V8 là con Maru 23 nha, nòng 32 ly, 23cc. Nếu như con Maru đầu vuông hồi nãy á, anh em chê nó hơi yếu, tại vì nó có 20cc thôi. Thì con V8 này thì nó 23cc nè, nó sẽ khỏe hơn cho anh em là 3cc. Nó cũng là tum gờ, tum nhôm, tum 260 luôn. Anh em cũng có thể tháo gờ được luôn nha. Đó, cái này thì nó giống như con kia tum gờ đó, nhưng mà con cái là khác công suất thôi. Cái đó tùy theo cái nhu cầu mình sử dụng ha, máy lớn máy nhỏ thôi ha. Rồi con này bình xăng con thì nó là bình xăng con zin quanh gồ nè. Cái nắp gài bên in nắp kinder keo nó cũng rất là cứng cáp nha. Xài không có sợ rung lắc gớt nha anh em. Bình xăng lớn là bình zin còn mấy can luôn. Hai cục cao su còn đầy đủ nè. Còn rất là trắng rất là sáng luôn ha. Lốc đẹp này nha anh em. Có dập mắt in da băng cho mình luôn nè. Bình xăng lớn rất là sạch rất là đẹp ha. Tum nè. Mới tinh luôn nha. Rồi con này nó sử dụng cho mình là bộ tay đôi gai giữ nha. Công tắc thì nó nằm trên tay nè, công tắc ấn. Vòng vòng xung quanh này nó có cao su anh em, để nó chặn nước này kia đừng có văng vô. Ở nhiều khi nước văng vô bi mát đó anh em, cho nên là nó có làm thêm của mình dòng cao su ngoài nè. Rất là kỹ với mình luôn ha. Láp chắn cỏ đầu bò zin cho mình đầy đủ luôn. Đó, cái này là nguyên bản hết nha anh em, không bể vỡ nha. Áo còn đỏ gực nè. Phía trước là không có dơ cũng không có nắm bụi luôn ha. V8 giá 1,5 triệu. V9. Sau cái con máy cưa duy nhất nãy thì tiếp theo con này là con duy nhất là máy bốn thì của cái ngày hôm nay anh em. Đó, xăng riêng nhất riêng nha. Robin nòng, nếu tính theo nòng nha anh em nói cho anh em dễ hiểu thôi. Tính theo nòng thì nó 35 ly 26cc, còn chính xác của nó bốn thì mình phải tính theo ngựa HP nha anh em, là 1,1 ngựa ha, hay gọi là 1,1 HP á. Nó bằng với thằng Honda GS25 nha. Đó, anh em sử dụng Honda GS25 nhiều thì nói anh em sẽ dễ hiểu hơn ha. Con này bình xăng con thì nó là bình zin nè. Rồi bình bự anh em là bình chứa xăng, xăng là xăng trắng nha. Xăng giống như anh em đổ xe Honda anh em chạy á thì 92 hay 95 gì cũng được, cái đó không có cần phân biệt. Mà thường anh em chạy ngon thì chạy 95 nó sẽ ngon hơn, nó sẽ tốt máy hơn.
Còn cái bình đây là bình nhỏ này nè, là cái bình nhớt ha, là nhớt 4 hệ, nhớt xe Honda đó. Thì anh em chỉ cần lấy nhớt xe Honda anh em châm vô anh em sử dụng thôi. Rồi, tum liền, tum nhôm nha anh em. Nước sơn còn đều gan này ha. Ở dưới thì nó có cái chân chống bảo vệ cho mình luôn, giúp bình xăng không bị chạm đất nè. Tum nè anh em, rất là đẹp nha, nước sơn đều gan hết luôn ha. Rồi, bát ga công tắc thì nằm trên láp nè, cũng là tay lấy đơn, không thích thì có thể đổi qua tay đôi nha. Láp trắng cỏ đậu bò zin cho mình đầy đủ hết luôn ha. Đây. Đó, có đây là zin nguyên bản hết cho mình luôn và nó là máy 4 thì xăng duy nhất riêng nha. V9 giá 2 triệu. V10. Những cái con mà cái hơi nó căng như thế này thì anh em nhớ nè, trước khi mà anh em giật nổ anh em kéo trước ra một đoạn dây giùm em cho nó có cái chớn rồi mình hãy giật đó. Chứ anh em tránh tình trạng là anh em cầm nguyên cái này anh em giật nó sẽ cấm đầu, thấy không? Anh em giật không quen á mà anh em cầm nguyên cái này anh em giật ra một cái là lỡ mơ mình cấm đầu xuống luôn nha anh em. Tại vì mấy con này cái hơi nó còn rất là căng, phải gọi là như mới luôn á. Thì anh em nhớ ha, thao tác như em nãy là kéo trước ra, kéo trước cho nó ra một đoạn dây, một đoạn dây cỡ ngang tay nó là anh em hay giật ha, là ok, chứ đừng cầm nguyên cái cùi gì mà anh em giật nha. Đó là cái gọi là cái mẹo cho anh em giật nổ ha. Đây là con Maru 26 nha, nòng 34 ly, 26 cc, áo vàng bóng luôn nha anh em. Bình xăng con thì nó là bình xăng con zin quanh gò, bình xăng lớn cũng là bình zin luôn, còn mới tinh luôn. Trên đây nó còn cái mã cái này kia của thằng bình xăng nè ha. Ở dưới thì nó có hai cục cao su nè, tránh giống như là cái chân chống vậy đó, giúp cho bình xăng mình không bị chạm đất nha anh em. Bình xăng quá đẹp. Bình xăng này chắc mới chạy được bình hay bình thôi, bây giờ còn mới tinh à, không có bị nám hay là bị dính ba cái xăng đó nè, dính xăng nhiều khi nó bị ố vàng này kia rồi ha. Đó, lóc nè, rất là đẹp nha. Rồi, ở trên nó chữ Made in Japan đó nè, hàng phía trên ha. Tum liền, tum nhựa anh em, tum thì quá trắng luôn, áo thì vàng, tum thì trắng ha. Tay ga bóp nè, công tắc thì nằm chỗ cái tay luôn. Rồi, tay lái là tay đơn. Láp đầu bò đầy đủ nha anh em, láp thì tem mát còn nguyên cho mình hết luôn nè ha. Tên máy nè, rồi nó là bao nhiêu cc này đầy đủ cho mình hết luôn nha. Đó, nguyên bản cho mình hết, không có bị thay thế ha, không bị vỡ luôn nha. V10 giá 1,9 triệu. Cuối cùng V11. V11 con này cũng là Maru 26 luôn nha anh em, nhưng mà nó khác con V10 ở chỗ là nó là tum gời, tum 260 nè. Nó là anh em có thể tháo gời được luôn. Nay đặc biệt cái là Maru nó có 20 tum gời, 23 tum gời mà cũng có 26 tum gời luôn ha. Có 3 sự lựa chọn tum gời cho anh em mà của dòng Maru ha. Con này bình xăng con thì nó là bình xăng con zin quanh gò nè, bình xăng lớn nó cũng là bình zin theo máy của nó luôn nha. Trong lốc nó cũng có dập Made in Japan cho mình luôn. Đó, chữ dập đổi nha anh em. Ở tum gời thì chỉ việc là tháo bốn ốc này ra thôi là anh em có thể lấy gời cái đầu máy anh em chế cháo được rồi ha. Bát ga công tắc nằm trên láp nè, tay lái của này cũng là tay lấy đơn, không thích thì cũng có thể đổi tay đôi bình thường nha anh em. Láp đầu bò đầy đủ cho mình ha. Đó, áo thì đỏ ao hết luôn nè anh em, rất là mới luôn nha. Cộng thêm bình xăng đẹp nè, bô trắng nữa, tum nè, quá mới luôn anh em. Con này phải nói là trên 85% về cái độ mới nè. Hai cục cao su thì còn bao dày cho mình luôn, quá đẹp. Rồi, V11 giá 2 triệu nha anh em. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em hoặc là qua Zalo nha. Chào tất cả anh em ha.